You.
rung trắng đêm trắng buồn. Hoa cao rung trắng sân nhà em mà hương cao ngát ngát quanh vườn trầu. Lá vẫn xanh tươi màu, xin ai đừng để lá
thành xa anh lại về thương. Thăm đồng ruộng sâu, thăm rặng dừa cao lũy trúc bờ lâu. Bên giàn thiên lý, bên khóm mai, ngày xuân thắm hạ cùng em mân mai. Sẽ có một ngày nơi ngoại thành xa anh lại về thương. Ngôi trường nhiều năm anh đã cùng em không thể nào quên. Hỏi buông câu con chim manh manh hót câu tình cư. Một vầng trăng nghiêng lên lén bên em, một dàn đầy hoa thiên lý em trông. Sẽ có một ngày không phải chờ lâu ta lại tìm nhau. Hương vị đồng quê thơm dịu dàng thấy bát ngát phong tay. Đẹp biết bao, gặp ai cũng mừng, gặp ai cũng chào. Sẽ có một ngày nơi ngoại thành xa anh lại về thương. Thăm đồng ruộng sâu, thăm rặng dừa cao lũy trúc bờ lâu. Xưa đã cùng em vui vườn trâu, nghiêng nắng hàng cao xanh rạt rào. Bên giàn thiên lý, bên khóm mai, ngày xuân thắm hạ cùng em mân. Thành xa anh lại về thương. Ngôi trường nhiều năm anh đã cùng em không thể nào quên. Thương áo bà ba bên vườn nhà, em ngắm vầng trăng non thì thầm. Anh về nơi ấy bao yên oanh, đừng quên ước hẹn cùng em ngoài thay. Em ơi em ơi, dù xa cách mặt lòng không phù nào. Em luôn cầu mong sẽ có một ngày anh về thăm quê. Hỏi bụi trâu cây và hỏi buông câu con chim manh manh hót câu tình cư. Một vầng trăng nghiêng lên lén bên em, một dàn đầy hoa thiên lý em trông. Sẽ có một ngày không phải chờ lâu ta lại tìm nhau. Hương vị đồng quê thơm dịu dàng thấy bát ngát phong tây. Em sẽ là cô dâu ngoại thành, anh dương về quê thăm nội thành. Dâu hiền dễ thao đem biết bao, gặp ai cũng mừng, gặp ai cũng đẹp biết bao, gặp ai cũng mừng, gặp ai cũng chào.
Nguyên những câu chuyện nhỏ để cùng thúc thúc cho bạn trẻ trong buổi chiều nay. Đó là quý vị ngay sau đây ở phía sân nhà, chúng tôi sẽ trân trọng giới thiệu và kính mời có sự hiện diện của hai bác trưởng đoàn sẽ cùng đứng lên có những lời chào mến và nhiệt lễ trong buổi chiều nay. Trân trọng kính mời các cụ, con và bà được sự đồng ý của hai họ cũng như là hai ở đây Hồng Nguyên và Sao Huy hôm nay họ thì hai chúng tôi có tổ chức một cái lễ tuy đến ngày gọi là lễ hẹn gọi mà cũng là đến chỗ thật nhưng chúng ta tiên là không dành cho các cháu. Cháu Nguyên thì về làm dâu họ chúng tôi, còn cháu Huy thì làm về đến họ bên ngoài thay mặt cho họ nhà trai. Trước hết là được sự đón tiếp của họ nhà gái xin rất chân thành cảm ơn và cũng là sự mong muốn của họ nhà trai tôi. Kính mời các cụ tất cả họ nhà gái này nhà trai chúng tôi trở về thành phố Hải Dương đến đây để xin dâu và mời tất cả các cô ông các bà có mặt đông đủ hôm nay đến ngày mai đưa cháu về nhà xây dựng hạnh phúc gia đình. Để làm thế nào hai bên vun đắp cho nhau có một cái mối tình cảm giữa hai bên rồi ngoại hai bên có vun đắp cho các cháu để cho các cháu trưởng thành vì lứa tuổi các cháu còn nhỏ và rất mong có sự ủng hộ của mọi nhà gái để mà làm thế nào cùng kết hợp với mọi nhà gái tôi để xây dựng hạnh phúc cho các cháu. Xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn những lời phát biểu của bác sĩ trai và sau đây xin lời của một bà nội của con sông sẽ có lời cảm ơn cũng như lời đáp từ lại với bà trai cho bà chính người này. Kính thưa các cụ, các ông, các bà và toàn thể anh chị em trong gia đình anh họ, trong những ngày vừa qua thì các cháu Nguyên và Huy đã tìm hiểu với nhau được hai gia đình quý mến và trách nhiệm, đồng thời được chính quyền địa phương đã công nhận hai công dân có quyền kết hôn với nhau trăm năm hạnh phúc. Hôm nay là ngày này tháng tốt, cho nên là hai gia đình đã thống nhất là tổ chức thành hôn cho hai cháu Huy và Nguyên. Thì gia đình chúng tôi, bọn nhà gái thì xin báo cáo với các cụ công các bà buổi đón tiếp các thầy cô các bà và anh chị em bên nhà trai là như thế này. Đây là anh trai chồng tôi, tức là bác của ông bác của cháu Nguyên. Anh trai tôi cũng là bên ngoài là bác ông bác của cháu Nguyên, là bác của cháu Hải sinh với cháu Nguyên. Ông xã nhà tôi, ông nội cháu, bà ngoại cháu, bà má của chị gái tôi, nhưng mà bà má của bố cháu, là bà má của cháu Nguyên. Thì đấy là báo cáo với các ông các bà như vậy. Thế còn gia đình chúng tôi thì mẹ cháu à, bác trưởng nhà cháu kia, bác nhận nhà cháu, đây là bác Hà và bác Nghĩa, bác rồi là mợ cháu này, rồi là bác con bà bác, rồi tất cả gia đình nhà chúng tôi thì bên nội bên ngoại là hôm nay có mặt để tiếp các cụ công các bà ở trên Hải Dương bên nhà trai. Thế thì thôi, hai cháu nó đã thành hôn với nhau, hai gia đình đã thống nhất là ngày này tháng tốt để cho các cháu được kết hôn ngày mai. Hôm nay thì gia đình chúng tôi là nhận lễ để ngày mai là ngày tốt nhất để cho các cháu thành hôn trăm năm. Thì cũng mong rằng là như thế này cả hai gia đình thì đã thống nhất và đã xây dựng cho cháu, thì hai cháu là cháu rể cũng như cháu gái, là cháu dâu như là cháu rể, hai gia đình có trách nhiệm vun đắp cho các cháu hạnh phúc trăm năm để các cháu xây dựng gia đình cho con cháu mãi mãi sau này. Nhất là cháu Nguyên thì rất là còn trẻ, còn đang học, thế cháu Huy thì còn công việc, cho nên làm sao hai cháu thật sự thương yêu nhau để mà trách nhiệm với nhau sinh con rồi thì lập nghiệp và nối dõi tông đường cả hai nội ngoại, để đáp lại cái công ơn của ông bà cha mẹ các cụ công các bà cả hai bên. Thì cuối cùng xin chúc các cụ các ông các bà mạnh khỏe, hai gia đình một để vun đắp cho các cháu trăm năm hạnh phúc và thành đạt. Xin cảm ơn. Thực hiện trân trọng kính mời hai bác trưởng đoàn cũng như cô giáo chủ nhiệm sẽ cùng những
những vâng lễ, chúng ta sẽ cùng kiến thức kiến thêm, cùng đến với các kiến trong buổi sớm em, kết thúc chương trình. Trung xa ai còn vẫn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước phiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có mối duyên nồng, cùng nơi đây em đang chờ anh xây mộng kịp thời. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngắt sẽ không còn những u buồn, chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em, gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. Trung xa ai còn vẫn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước thiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có mối duyên nồng, cùng nơi đây em đang chờ anh xây mộng kết tơ. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngắt sẽ không còn những u buồn, chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em, gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. Giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngắt hương sẽ không còn những u buồn, chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em, gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. Và Nguyên thành hôn 5 năm hạnh phúc rồi, nhưng mà gia đình đã có lễ
và là hỏi đồng thời là xin cưới. Như thế là để rồi dân lên tổ tiên bên đội bên mặt của chúng tôi. Thế thì chúng tôi các bà đây về với chúng tôi để có lễ và chúng tôi đã nhận. Và đến bây giờ thì có thể công nhận được rằng cháu Nguyên sẽ là con dâu ông Ngọc và bà Tuyến, cùng cháu dâu của các ông, các bà, các cụ và em dâu của các bác, các anh, các chị. Chúng mong rằng hai gia đình của chúng ta sẽ vun đắp cho các cháu hạnh phúc trăm năm để các cháu xây dựng sự nghiệp mãi mãi sau này. Thế còn ngày mai thì theo giờ hẹn của ông bà Tuyến và bà Huyền đã báo cáo với các cụ ông, các bà nhà chúng tôi ở đây rồi và gia đình nhà trai rồi, thì đúng giờ chúng tôi sẽ xin được đón tiếp các cụ ông, các bà ở nhà trai để đưa cháu về nhà chồng, đồng thời cũng là gắn chặt giữa hai gia đình, hai họ trách nhiệm với con cháu mãi mãi sau này. Xin chân thành cảm ơn các cụ ông, các bà và chúc các ông, các bà, các cụ trở về Hải Dương là mạnh khỏe và thật là vui vẻ để chuẩn bị cho ngày mai.
Chơi tiếng nổ vàng ai đám cưới cho quà mời thì khăn đóng áo dài đi nhậu ké mừng cô sáu đầu xuân thêm chú rể bên gia đình anh tám có cô dâu ai ông bà hạnh phúc thích như nhau hai kẻ đẹp đôi thì cô chú cũng đẹp lòng. Xin chúc cho đàn trai chứ chén thứ hai tôi xin chúc cho đàn bà nè anh tám tôi mời anh một chén à nè cô sáu cũng ly ta rỗng rẽn riêng ly này tôi chúc cháu tân làng chứ thêm ly này tôi chúc gái giai nhân chúc hết làng ta đều ăn tết mà rần rần. Xin mời cô bác ta cùng giải khát cứ uống mừng xuân sang quê mình khang trang tưng bừng gả cưới khiến chúng tôi cũng rộn ràng. À cô nào mà ở quá anh nào mà ở giá năm mới mừng ăn ra tôi thề sông pha qua nhà mai mối cho ấm êm cái tình ly tôi hết rồi đây đám cưới vui ai đâu có mà la rầy nè anh tám nhìn hoài chi chỉ sáu à cùng ly với bà xuôi đi cái đã xuân năm này á anh đám cưới cho con sang năm rồi cái anh cưới tiếp cho vui xuân của lòng ta là không có tuổi già. Vô đi ăn sao? Trời ơi, tôi nói vô xỉn rồi không? Cái mình đi quậy mấy bà xui, tôi kết bà xui của anh nghe không? Anh nói gì kỳ cục vậy? Không có được nha. Bà xui tôi là anh không có được đụng tới à? Sao mắc mớ gì không được đụng? Bị tôi để ý rồi. Trời ơi, anh này quá trời không? Thôi mình cứ uống xỉn đi không? Uống xỉn trong tôi bảo đảm anh là có gan lắm. Tết năm này quê ta quá là chịu chơi tiếng nổ vàng ai đám cưới qua mời thì khăn đóng áo dài đi nhậu ké mừng cô sáu đầu xuân thêm chú rể bên gia đình anh tám có cô dâu hai ông bà hạnh phúc thích như nhau hai kẻ đẹp đôi thì cô chú cũng đẹp lòng. Chén rượu này tôi xin chúc cho đàn chén thứ hai tôi xin chúc cho đàn bà nè anh tám tôi mời anh một chén ha nè cô sáu cũng ly ta rỗng rẽn ha riêng ly này tôi chúc cháu tân làng chứ thêm ly này tôi chúc cháu giai nhân chúc hết làng ta đều ăn tết có rần rần. Xin mời cô bác ta cùng giải khát cứ uống mừng xuân sang quê mình khang trang tưng bừng gả cưới khiến chúng tôi cũng rộn ràng. À cô nào mà ở quá anh nào mà ở giá năm mới mừng ăn ra tôi thề sông pha qua nhà mai mối cho ấm êm cái tình. Hết rồi đây
là rầy. Nè anh Tám nhìn hoài chi chỉ sáu, cùng ly với bà xui đi cái đã. Xuân năm này anh đám cưới cho con, sang năm rồi anh cưới tiếp cho vui. Xuân của lòng ta là không có tuổi già, tôi xin chúc muôn nơi xuân của lòng ta và xuân đến mọi nhà. Chúc nhau thêm hạnh phúc, cuộc đời mãi.
tình mình không chắc sẽ mua hạnh phúc bằng tiền, vì tiền chưa chắc đã cho cuộc sống như tiền. Tình nghèo hai đứa mơ chỉ bấy nhiêu thôi, ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một tủ lều tình, đời mình đẹp mãi có em và anh, đời mình đẹp mãi với tủ lều tranh. Việt Tiên Sơn thay mặt cho gia đình son họ nhà cái ngày hôm nay, thay mặt cho cô dâu chú rể Thảo Nguyên và Đức Uy, trân trọng gửi tới toàn thể quý vị khách quý lời kính chúc sức khỏe và lời chào nồng nhiệt nhất. Mời tất cả quý vị đã dành thời gian vào một mình trở về đây từ khắp mọi miền của tổ quốc trường vui, và không để quý vị chờ đợi lâu nữa, chúng tôi sẽ xin được trân trọng kính mời lên sân khấu, đó là đại diện son họ nhà trai, đại diện son họ nhà gái cùng với người mẹ thân sinh của cô dâu Thảo Nguyên đến đền cùng. Kính quý vị, trên sân khấu hiện nay đó là sự xuất hiện và cũng như sự ra mắt của cô dâu chú rể, đồng thời là các thành viên trong gia đình, người mẹ thân sinh của cô dâu Thảo Nguyên và người mẹ của chú rể thân yêu của chúng ta, và đặc biệt là sự hiện diện của hai bác trưởng đạt đại diện cho nhà trai và nhà gái. Và đến với ngày vui hôm nay, chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đón nghe những lời phát biểu đầu tiên trong chương trình đại lễ này, và xin mời một đại diện cho son họ nhà trai nhà gái chính thức có lời tại khán phòng ngày hôm nay. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay rất lớn cho đại diện hai bên hôm nay. Xin được trân trọng kính mời một đại diện cho son họ nhà trai và nhà gái có lời phát biểu tại khán phòng và chính thức khai tiệc cho buổi lễ. Xin kính thưa các cụ bác cô bà, các cô các bác cùng các anh các chị, bạn bè của hai cháu. Hôm nay là ngày lễ thành hôn của hai cháu, tôi xin đại diện ra hai gia đình xin mời các cụ các bà, các cô các bác cùng các anh các chị, bạn bè hai cháu chung vui với cả gia đình tôi đến tiệc ngày hôm nay, và chúc cho hai cháu trăm năm hạnh phúc. Xin cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị khách quý cùng đến với lời phát biểu đại diện cho họ nhà trai và nhà gái. Kính thưa quý vị, chương trình tiệc cưới Lê Vũ Quy chính thức sẽ được tổ chức vào 14 giờ chiều ngày hôm nay tại tư gia của gia đình cô dâu, và chúng tôi xin được trân trọng các quý vị quý, chúng ta sẽ dành thời gian và ngọc của mình trở về với khán phòng cưới của tư gia gia đình cô dâu Thảo Nguyên để chứng kiến chương trình chào dựng mới Lê Vũ Quy tại đó. Và tại ngày hôm nay tại nhà hàng Việt Tiên Sơn, lễ bao hỷ cùng với tất cả các phần tiệc cưới sẽ được tổ chức tại đây, và chúng tôi xin được thay lời cho gia đình son họ hai bên và xin mời quý vị chúng ta cùng chuẩn bị khai tiệc, và xin mời Lễ Tân chuẩn bị bàn tiệc rượu lên hồ sân khấu. Trên sân khấu, các thành viên trong gia đình sẽ có mỗi người một ly rượu, và cùng với tất cả quý vị đang có mặt tại khán phòng này, chúng tôi sẽ dành một phút cho quý vị chuẩn bị những ly rượu và những cốc bia và cốc nước ngọt của quý vị ạ. Và chúng tôi xin mời quý vị chúng ta sẵn sàng ạ. Mời quý vị ơi, những phần cốc rượu và cốc bia của quý vị đâu ạ? Chúng ta sẵn sàng chưa? Và cùng đại gia đình của chúng ta cùng chúc phúc cho cô dâu chú rể Thảo Nguyên và Đức Huy trăm năm hạnh phúc. Xin mời. Trân trọng cảm ơn các thành viên.
viên trong gia đình cùng nâng ly rượu tới tất cả quý vị khách quý ngày hôm nay, và xin mời đại diện chúng ta cùng xuống phía dưới để đi mời rượu tới từng bàn tiệc. Cảm ơn tới tất cả quý vị đã hiện diện tại các bàn tiệc. Chủ nhà xin được trân trọng quý vị cùng đón nghe các sự kiện của miền Tây miền Trung. Các nền anh nền chị chúng em khi khách đến chơi nhà thì pha trà mời người xơi nước. Và trong những bữa tiệc như thế này thì người quan họ chúng em lại có câu hát rằng: tay tiên chúc chén diều đào, sánh ra thời tiếc uống vào thời say, tay nâng đĩa muối đĩa gừng, gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau. Xin mời toàn thể các vị tân quý khách hãy dựng đũa nâng cốc để cùng với các nền anh nền chị chúng em qua câu hát chúc diều.
Vâng, kính thưa các vị khách quý, và chuyển lời cảm ơn của gia đình tới toàn thể các vị tân quý khách. Xin chân thành cảm ơn các vị quý khách đã bớt chút thời gian vàng ngọc của mình hôm nay để về đây chung vui cùng với gia đình và mừng hạnh phúc trăm năm cho đôi bạn trẻ. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị. Chào quý vị của Tàng Sự Kiện, chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng đón nghe một ca khúc nữa, cũng là một câu chuyện tình yêu của vùng cao ngày ấy trở về với cuộc sống sau này qua một sáng tác rất là nổi tiếng của nhạc sĩ An Thuyên. Xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ và giao lưu với giọng ca của Lê Nghê với một ca khúc quen thuộc Thơ Tình Của Núi. Xin được trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức và đón nghe. Thank you.